Gà ủ muối bếp quán ngon thì không nói làm gì rồi. Cơ mà đĩa này là mình mua với giá $0 đó, bảo sao cảm giác ăn ngon gấp bội ạ. Xin chào mọi người, lại là Mỏ Khoét đây. Hôm nay dẫn mọi người đi ăn tất niên sớm với mình nhá. Quán này á, anh bếp trưởng từng khen quá trời mà quả slogan muốn ăn phải lăn vào bếp ấn tượng phết, nên mình cũng mạnh dạn lăn thử vào bếp quán xem có ngon thật không. Và ánh mắt ta đã va vào phải poster có dòng chữ mua 1 tặng 1 to đúng, nên mình gọi luôn một lẩu gà thảo mộc để còn được ké đi gà ủ muối chứ, hời ghê ta. Mà mình cũng nghe phong phanh thông tin nước lẩu là nước cốt luộc 600 con gà thảo mộc mỗi ngày nên có vị ngọt tự nhiên siêu bổ dưỡng. Còn cái đĩa gà nhúng lẩu này là gà hơ mông đặc sản Tây Bắc đó, da đen, xương đen mà thịt cũng đen nốt, đi kèm là mấy loại rau củ, miến, nấm đông trùng, nấm tuyết các thứ. Ui dồi ôi, đến đây là mùi thảo mộc nó sực lên thơm phức rồi đó. Trong lúc đợi đồ chín mình sẽ chén tạm đĩa gà ủ muối trước. Đĩa này là được nửa con nha, mà mọi người nhìn thịt nó chắc, nó đã con mắt chưa này. Chấm với cái nước chấm này thì ui dồi ôi, phải tả sao ta, chắc là ngon hết nước chấm mọi người ạ. Xong lại nhanh tay chuyển qua món mực ống hành vòng chiên này nè, nhìn hoành tráng chưa? Không những trông đẹp mà còn ăn siêu ngon á, hành mực gì cũng đều giòn rụm, quyện với cái nước chấm dậy mùi chanh leo bao phê luôn. Nói cho mọi người không tin chứ một mình ăn hết cả cái giá treo này đó, tại mình mê mấy cái đồ chiên quá mà. Đến đây có vẻ là lẩu chín rồi, mình phải đưa em nó ra pháp trường xử lý thôi. Thử miếng nước dùng thì thấy vị lẩu ngọt thanh đậm mùi thảo mộc, nên mình sẽ múc một bát nhiều gà chan ngấm nước lẩu vô ăn cho nó đã. Gà chấm với muối rang hạt dổi đậm chất hương vị Tây Bắc mà trước mình đã từng được thử ở Sapa. Nói chung là hương vị kiểu hài hòa, ai cũng ăn được. Mùa đông này á, là một nồi ngồi lai dai hẹn hò tất niên thì cứ phải gọi là hết ý. Do món lẩu gà thảo mộc mới ra mắt nên người ta sẽ tặng mình một món bất kỳ trong menu ủ muối thảo mộc kiểu lưỡi heo, gà, chân gà, tay heo, mề vì gì đó nên mình hơi bị chim mừng luôn. Hôm đấy mình còn gọi cả món than bò Fuji Nhật Bản cơ, ăn nó ngon, nó mềm gì đâu, kiểu chế biến giống như bò bít tết ấy, cơ mà phiên bản siêu mềm siêu đã. Tổng kết lại bọn mình đi 4 người, mỗi người tầm 300k là no nê, hợp lý cho một bữa ăn ngon, không gian ấm cúng sang trọng, nói chung là uy tín nha mọi người. Còn giờ thì bye bye. Đừng quên follow mình và mình đã để link mua đồ ở dưới phần comment nha.